Alo, chào các bác. Em lên cái video nhá hàng trước cho các bác nhé. Bác nào chốt được cái gì thì chốt nhé. Đó, đầu tiên là cái con này. Em lên cho các bác cái con này. Cái con này thì các bác bắt buộc phải xem video nhé. Thì các bác mới biết được nó là con gì. Đó, nó nặng đến 130 kg này. Chỗ này nó có một cái con ti 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 gen này. Quay là nó thụt lên thụt xuống này. Bên này cũng có một con nữa này. Đó, rất là hay. Còn cái chân này, cái này thì nó quay được nghiêng này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Quay nó nghiêng đi nghiêng lại như thế này nhá. Rất là hay. Và cái trụ trụ giữa này là một cái con ben thủy lực nhá. Một con ben thủy lực dẫm như này nó trồi lên này các bác này. Đó. Rất là ngon. Sau tí nữa em cái này bắt buộc các bác phải xem hết video chính nhá thì mới mua được. Tại vì em chỉ giới thiệu qua trước cái thôi. Em về được vài cái bình này. Đó. Em đo kích thước sau, em đo kích thước sau mà. Về được hai cái tay nối này, cái hai cái tay khớp nối này nhé các bác. Sau thì em đo kích thước đó, và đặc biệt hôm nay em về được mấy cái con này rất là xịn này. Đầu tiên là cái con này, nó motor của Mitsubishi này, kèm hộp giảm tốc này, kèm phanh từ, kèm bu li này, hàng nó mang kiểu như sưu tầm được nhé các bác. Đó. Hàng sản xuất tại Nhật nhưng mà chạy điện 220 thì mới ngon đấy các bác. Một con ấy này, một cái con này nó lại con máy ly tâm nhá các bác. Đó, máy ly tâm bên ngành y tế nhá các bác. Rất là xịn sò. Con này giá mới nó đâu khoảng độ 3 4 triệu. Đó. Đây này, tiếp tục một nam châm em vẫn còn nhá các bác. Em về được một con tủ này. Một cái con thùng thùng này, các bác có chế vào việc gì thì alo em nhá. Rất là xịn, bằng inox rất là xịn. Đó, một cái duy nhất thôi. Hôm nay em về được một ít lô nhôm này. Đó, chó có một loại thì màu trắng, một loại thì màu xanh này. Người ta anốt màu xanh này hay là người ta sơn màu xanh này thì em biết, nhưng mà nó vẫn là lô nhôm nha các bác, rất là đẹp, rất là xịn. Đó, con ghi nốt cho cái này cho bố đi. 340. Đó, còn chỗ này là hàng cũ nhá, vẫn còn. Đó, vẫn còn rất là nhiều. Đó, em sẽ lướt qua trước. Ốc mới này em mới về này, cái loại ốc rất là dài. Và dây tủ này, dây tủ hôm nay nó về những cái cặp nhỏ nhỏ hai tầng này, vẫn có hàng của THK rất là xịn. Đó, vài cái vòi tưới xi này. Và hôm nay em về được hai cái quạt hút công nghiệp, quạt lọc đó, quạt lọc mà có lọc khí này. Hàng của Nhật nhé các bác, chạy điện 110. Đó. Rất là hay. Sau tí em đo kích thước, giá con này em bán có 500k thôi. Cái lý do em bán 500k thì em sẽ nói sau nhé các bác. Còn khu vực này này là mít đồ này. Đó, nhôm em vẫn còn rất là nhiều. Lướt qua trước cho các bác. Đó, các bác đợi video chính em lên, bây giờ là 17 giờ rồi, chắc khoảng độ 19 đến 20 giờ video chính sẽ lên nha các bác.